Sáng nay ngày 4 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9, khóa 18, tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm cao, năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ Thanh Hóa đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên phụ nữ. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 8 trên 8 chỉ tiêu đăng ký với Trung ương hội và 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch. Toàn tỉnh có hơn 17.200 phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu, hơn 6.000 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà các cấp hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, để phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong năm 2024, cùng với tập trung đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực, khả thi, đảm bảo cuối nhiệm kỳ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho hội viên, phụ nữ theo từng khối, từng lĩnh vực, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do Trung ương Hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, làm tốt công tác tín dụng ngân hàng, hỗ trợ chị em vay vốn sản xuất, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, miền núi, giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội cũng cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho chị em, xóa bỏ bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em nữ, vận động chị em không ngừng học hỏi, tự tin vươn lên trong cuộc sống, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ để phong trào phụ nữ đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2023. Nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen kỷ niệm chương của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.